Ôi ôi, mình bắt đầu thấy cảm thấy chóng mặt vì độ cao rồi đấy các bạn ạ. Thôi mình đi lên chùa đây. Thật sự là rất là sợ. Mọi người thi nhau mài tiền. Tin đồn là thế. Thi nhau mài tiền thì không biết là có thật. Thôi thì mình cứ sờ tay vào thôi chứ mình không mài. Đây, mình đã sờ tay được vào chùa đồng. Ôi, lạnh nhở. Đúng, đồng kim loại lạnh đấy. Người ta chắc là sờ nhiều quá hay sao mà rất là nhẵn. Chào các bạn, mình đang ở chân núi Yên Tử, trực thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nơi này là trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam kể từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, khoác áo cà sa và tìm nơi trốn thanh tịnh. Thì nơi này ông đã cho xây dựng rất nhiều các cái công trình lớn nhỏ. Và hôm nay thì mình có mặt tại đây muốn đưa các bạn đi tham quan Yên Tử nhìn này là như thế nào. Thì các bạn hãy đi cùng với mình nhé. Từ đây mà lên núi, lên trên chỗ cáp treo thì cũng còn rất là xa. Thì ngày hôm nay thì cũng là vẫn còn là ngày nghỉ lễ. Chính vì thế mà có rất nhiều các du khách đến đây. Hôm nay vẫn chưa phải là đông đâu, bởi vì đến tận mùng 10 mới khai hội cơ. Nhưng hôm nay thì cũng khá là đông. Có lẽ là mọi người đang tranh thủ cái kỳ nghỉ lễ còn lại trong 2 ngày tới để mà lên đây tham quan cũng như là đi dự lễ cầu an. Hôm nay là nhiệt độ cũng không phải là lạnh lắm, nhưng mà có lẽ là khi mà lên trên đỉnh núi thì rất là lạnh. Nhiệt độ hiện tại của ngày hôm nay là tầm khoảng độ 16 đến 17 độ. Đây mới là ở phía chân thôi, còn phải đi bộ một quãng rất là xa nữa. Chùa Yên Tử này là do vua Trần Nhân Tông là người đầu tiên lên đây để thành lập cái dòng Phật giáo đầu tiên của Việt Nam. Đó là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và ông đã trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Tại đây thì ông đã cho xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi Yên Tử để làm nơi tu hành và truyền kinh giảng đạo. Mình sẽ đi xe điện thôi, chứ còn chắc là đi bộ lên nó hơi xa. Đây là lần đầu tiên mà mình lên núi Yên Tử, nhưng mà thấy mọi người bảo là nó cũng khá là xa, nên là thôi mình sẽ đi xe điện lên cho nó nhanh. Rồi, xe di chuyển nhá. Đi xe lên là rất là lạnh. Ở chân núi Yên Tử này họ đầu tư rất nhiều các xe điện phục vụ du khách. Nếu như mà ai mà không có không muốn đi bộ thì có thể là đi bằng xe điện như thế này. Giá vé của mỗi một lượt khách là khoảng bao nhiêu tiền anh nhỉ? Xe điện thì bán vé mỗi chiều ra thôi, 15.000 một người một lượt ạ. Còn chiều vào là hỗ trợ không mất tiền. Thế ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Tức là ở đây là như anh vừa nói ấy, anh lái xe vừa nói là mọi người được hỗ trợ khi vào. Còn nếu ra mà ai mà không muốn đi bộ thì sẽ mất tiền. Phí là bao nhiêu tiền một người anh nhỉ? 15 người một người ạ. Chỉ bán vé mỗi chiều ra 15.000 một người từ đây ra thôi ạ. Dạ vâng. Trong kia là hỗ trợ miễn phí hết. Thế là rất là tốt cho du khách rồi. Mời tất cả đoàn mình đi bộ hay đi cáp treo đều di chuyển ở trong cổng Thái Tâm hết nha. Đi thẳng vào trong này hết ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Mình di chuyển vào đường Hùng Vương, di chuyển thẳng qua cổng số 2 kia trái ạ. Đây là Trúc Lâm Yên Tử. Mình đang tiến vào khu mua vé để đi cáp treo. Mình đang mua vé xong. Đây là mình mua đầy đủ vé các bạn nhé. Đây này, vé đầy đủ là 350.000 một người vé khứ hồi, kèm theo là 40.000 một người là vé tham quan nữa. Đấy là cái vé đấy là bắt buộc.
cáp treo là đi hướng này ạ. Ở đây họ còn làm nhạc cụ dân tộc để biểu diễn cho du khách. Ai nghỉ ngơi ở đây thì có thể là nghe nhạc. Cũng có nhiều người là họ lựa chọn là họ leo bộ nhiều, chứ họ không đi như mình. Nhưng mà mình thì do thời gian nó hạn hẹp nên là mình đi vé cáp treo đầy đủ. Ở đây chắc là từng các cái danh lam thắng cảnh một, nên là họ chia ra như này là đến từng nơi là sẽ xé từng cuống vé đây. Yên tử dạo quanh đường làng cùng ngựa quê. Lại còn có cả cái dịch vụ xe ngựa nữa cả. Đây, xe ngựa, dịch vụ xe ngựa. Hôm nay là chưa phải là ngày khai hội nên cũng du khách đến đây là cũng vừa phải thôi. Chính ra mà đi vào những cái thời điểm như thế này thì thích hơn. Chứ nếu đông quá thực ra thì mình cũng không thích lắm. Đây các bạn nhìn xung quanh này, có cảnh quan rất là đẹp, núi rừng. Mình mang tiếng là người Quảng Ninh đấy, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi Yên Tử. Trên này họ bán rất nhiều chè lam. Ngoài ra thì còn có cả các cái loại dầu gió, dầu gấc. Cái gì đây? Cà phê này, quế này. Ồ, có cả bánh xèo à. Đặc sản chè lam. Đây là lối đi lên, còn kia là lối về. Rồi, đây cáp treo đi đường này. À đi, đây, đi xe điện ra nhà ga cáp treo. Đây là hỗ trợ xe điện chở khách vào trong chỗ cáp treo để đi cáp treo lên trên. Đi xe mới cảm nhận được cái vị lạnh, cái hơi lạnh. Đi bộ thì thấy bình thường nhưng mà đi xe là khá là lạnh. Từ đây vào trong đó không biết là bao nhiêu, còn xa không? Nhìn xung quanh là rừng cây, nhìn rất là đẹp. Ủa, cứ tưởng là vào đây là đi được luôn. Ai dè, cũng phải leo bộ một đoạn đây này. Đông à. Cây tô hạp. Rừng quốc gia Yên Tử. Rừng cây tô hạp. Lần đầu tiên mà mình nghe thấy cái cây này. Là cũng phải được 10 người, 8 người, 10 người đấy.
là lên đâu đây? Cái này là lên đâu đây? Tiếp tục đó. Tức là lại đi cáp treo tiếp đúng không? Đúng rồi. À. Tức là nó là cái quãng nghỉ ấy, để mà mình lại thêm một nhịp cáp treo nữa. Đây là lối lên chùa. Chùa Đồng là 1,735 m nữa, tức là một cây bảy nữa sẽ lên. Còn chùa Hoa Yên là 340 m, Huệ Quang Kim Tháp là 235 m. Thế là mình sẽ lên là Huệ Quang Kim Tháp, rồi sau đó là lên chùa Hoa Yên, rồi sau đó thì mới lên chùa Đồng. Ở đây bật nhạc thiền rất là hay nhá. Các bạn có nghe thấy nhạc thiền không? Đây là Huệ Quang Kim Tháp. Ai thích thì có thể đi vào đây thắp hương. Nào mình tiếp tục đi đi. Thờ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài làm vua ở tuổi 20, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân hai lần, năm 1285 và 1288, đánh thắng giặc Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh nhất thời ấy, Ngay sau cuộc chiến, ngài thực hiện thành công các cuộc hòa giải, xây dựng đất nước thịnh vượng, từ bỏ ngôi vua ở tuổi 35, ngài về hành cung Vũ Lâm rồi lên Yên Tử tu hành, dung hợp các tông phái Phật giáo Đại Việt, gắn kết đạo pháp với dân tộc, sáng lập thiền phái Trúc Lâm, có ảnh hưởng lớn trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Nơi này là vua Trần Nhân Tông là người đến đây để mà gây dựng lên cái phái giáo phái Phật giáo Việt Nam đầu tiên, cũng như là nhà thờ nơi đào tạo Phật giáo. Lên đây khá là đông người nên là thấy cũng hơi nóng. Mọi người đến đây có thể thắp hương. Có người là làm công đức. Thực ra thì cũng không cần phải gậy đâu, đi bình tĩnh là cũng lên được thôi. Nhưng mà cũng khá là mệt. Hoa Yên. Đây là chùa Hoa Yên, khu vực chùa Hoa Yên. Mọi người vào thắp hương rất là đông. Thôi mình chỉ đứng ngoài thôi. Đứng thử đi vào xem. Khói nghi ngút. Thôi đi ra. Mọi người ở đây thì cũng thắp hương. Mình vào khấn ba vái thôi. Chứ đông lắm mà rất nhiều hương nữa. Hơi khó thở một chút. Thôi đi tiếp đi. Chùa Hoa Yên. Chùa xưa là Vân Yên, dân gian gọi là chùa cả.
chùa chính, chùa Yên Tử từng có gác chuông, lầu trống, nhà tăng, pháp đường là nơi tu hành thành đạo truyền thừa của các tổ tiên thiền tổ thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thời Lý có thiền sư Thiện Quang khai sơn chùa Vân Yên trước năm 1220. Thời Trần có quốc sư Đạo Viên, Đại Tăng, Đại Đăng, Thiên Sứ Tiêu Diêu, Huệ Tuệ, Điều Ngự Giác Hoàng cùng Pháp Loa Huyên Quang kế thừa và phát triển dòng thiền Yên Tử, lập nên thiền phái Trúc Lâm với tinh thần nhập thế và hộ quốc an dân. Cây đại cổ trên 200, à đâu đây là 700 chứ. Đây, cây đại cổ trên 700 năm tuổi. Đây là nhìn cái rễ của nó này, nhìn cái rễ của nó rất là to. Cây di sản Việt Nam. Dưới kia nó là cái gì đây? Dưới kia kìa, có phải là chỗ nơi giảng dạy Phật giáo không? Dưới kia có phải là chỗ nghỉ ngơi không nhỉ? Hình như là mình phải đi vòng qua đây mới ra được phía kia là đi cáp treo. Ôi, mình ngồi nghỉ chân cái đã, hơi mệt. Hình như là cáp treo này là nó chỉ lên đến gần Yên Tử thôi, chứ cũng không phải là lên đến đỉnh đâu. Cách chùa Đồng là chắc là tầm khoảng gần một cây nữa. Mình lại tiếp tục. Cây di sản Việt Nam, cây xích tùng. Ôi, cái thân này nó bị mục một nửa rồi mà nó vẫn sống này. Cây này nâu đóng rồi. Cây này nâu đóng rồi. Ôi, nó bị mục một nửa rồi này. Phía trên này nó là chùa một mái. Mình sẽ lên thử đây một chút xem là bên trên này như thế nào. Trên này là một cái hốc hang họ dựng chùa ở đây. Cây này là cây gì đây? Cây gì lá to thế nhở? Ở đây không có tên. À đây, cây vả. Cây vả lá rất là to. Hình như là cây này nó có quả vả thì phải. Cây sến mật. Cái đoạn này nó cũng thoai thoải nên là đi bình thường, không thấy mệt lắm. Đây hóa ra là cây xoan đào à? Nghe thấy gỗ xoan đào rất là nhiều rồi, bây giờ mới nhìn thấy cây xoan đào. Ừ.
gì nó phải trả lên, nó phải có tình trạng lên luôn là kiểu gì nó cũng phải lên. Nơi này đi lên cáp treo để đi lên bảo tượng Phật Hoàng. Từ đây mà lên chùa Đồng là còn một hơn một cây nữa thì sẽ lên đỉnh chùa Đồng. Đây là lối đi bộ cũ nhưng mà bây giờ người ta cấm, người ta không cho đi nữa nên là cỏ dại mọc rất nhiều. Đây người ta cũng căng dây để không cho đi đây này. Nên lên cáp treo. Đi thôi. Để lại. Đứng ở đây thời tiết hôm nay cũng khá là mát mẻ. Chứ cũng không lạnh lắm. Hay là do hơi người vì người hơi đông. Kia là cây sung kìa. Đâu rồi, sung đâu? Không. Ở đâu đây là cây vả. Cây vả đấy chứ. Đúng không? À không phải. Thôi đi, đi tiếp. Wow, kia là có phải là thuộc Yên Tử không nhỉ? Hay là nó là một cái nơi khác? Có sân bóng rất là rộng. Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Đứng ở trên đỉnh núi nhìn núi non trùng điệp rất là đẹp. Ngày hôm nay thì thời tiết là khá là đẹp đó. Bởi vì nhiệt độ thì như ở trên này mình cảm nhận thấy thì nhiệt độ cũng không quá là lạnh đâu. Nó chắc là tầm khoảng độ 17, 18 độ thôi. Như ở dưới đây, ở dưới như vừa nãy mình nói ấy, thì cứ tưởng là lên càng lên cao thì nó càng lạnh nhưng mà không phải. Hiện tại bây giờ thì thời tiết cũng khá là ấm áp. Ngày hôm nay như theo mình đánh giá thì rất là đẹp, phù hợp với những cái chuyến du xuân đi hành hương lễ Phật. Đi lên cáp treo thôi. Cái cabin này thì nhỏ hơn cái cabin trước. Cabin này là ngồi được bao nhiêu? Đôi, bốn, sáu người thôi. Thở ra khói rồi. Đây à? Thời tiết thì cũng không lạnh lắm đâu nhưng mà mình thấy là không khói à. Thế mà lại thở ra khói. Từ chỗ cáp này mà đi lên trên đỉnh chùa Đồng là khoảng hơn một cây số. Đây. À đâu? Đây này chỉ có 520 mét thôi. Chứ đâu có phải là hơn một cây đâu. Nhưng sao ở kia nó lại là 930 mét nhỉ? Chốc lắm mình sẽ đi vòng ở dưới kia kìa. Đây là lối lên thôi chứ. Đây là lối lên thôi, ai cho xuống lối này đâu. Hôm nay thời tiết rất là mát. Trời đẹp mà không có sương mù nên là nhìn được toàn bộ cảnh quan ở phía dưới luôn. Đây, mình nhìn được rất là xa. Sao họ lại có thể vứt rác ở đây nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ? Đi thích thôi kìa. Cây thùng rác ngay đây nhưng mà lại thích vứt ở bên cạnh. Ồ, cái đá gì đẹp nhỉ? Nhìn đá đẹp thế. Hay là... cái này là tự nhiên đấy chứ nhỉ? Những cái đá này. Ai đã gắn vào đâu mà... Nhưng mà nhìn cảm giác nó như là kiểu gắn cái sỏi này vào ấy nhỉ. Đây này. Nhìn. Cây này là cây gì, như là cây lan ấy đúng không? À, không phải. Ở đây trồng rất là nhiều trúc nhá. Đi cáp treo mà đi từ dưới dưới Hoa Yên đi lên trên này là trồng ở dưới rất là nhiều trúc. Thank you.
mình ngồi nghỉ một tí. Chắc là đi được một nửa rồi đấy nhở, chắc đi được 200m rồi đấy. Còn khoảng 300m nữa là đến nơi. Phía đông Yên Tử thì thuộc Quảng Ninh, còn phía tây là sẽ là Bắc Giang, nên là ở đây có hai cái cáp, một cáp ở hướng đi Bắc Giang. Ồ. Được 5 năm thôi. Vâng. Miễn phí mới được có 5 năm. Bác đi đến đây là nhiều lần chưa hay là đây là lần đầu tiên? Lần thứ hai. À thế ạ. À? Cứ đi bình tĩnh rồi kiểu gì cũng đến. Mới giờ này đã ở đây rồi lo gì. Không ngày chốc nữa là có con trai là cõng xuống. Buổi sáng đã ở đây rồi không có gì lo. Còn nhiều cụ già còn hơn 80 tuổi cũng đi cơ, cũng chống gậy. Cứ bình tĩnh đi thôi mà cái thời mà còn chưa có cáp treo ấy. Họ cũng còn đi được. Sắp đến nơi rồi. Mấy cái sắp nữa. Còn chắc là một nửa quãng đường nữa thì lên đến nơi. Cái tháp kia thì nó gọi là cái tháp gì ta? Anh ơi, cái kia là cái gì cơ? Cái tháp mới gọi là tháp gì? Ga số 1. À. Ga số 1 của tuyến. Anh lên chùa Đồng chưa? Anh lên chùa Đồng chưa? Tuyến 2. Đây là tuyến 2 à? Tuyến 1. À đây là tuyến 1 á? Xuống nửa đường để tao đợi ông nào tao chẳng thấy đâu. Tuyến đang chạy kia là tuyến 2. Cái tháp kia kìa là tuyến 2 à? À tuyến 1 à? Ha. Sắp sửa đến chùa Đồng rồi. Ô kìa có cái phiến đá to. Đen đen. Nhìn lạ thế nhở. Đây này, phiến đá này nhìn đẹp này. Chắc là phải cỡ hàng nghìn năm thì mới ra được những cái tảng đá như thế này để nó xếp chồng lên nhau. Gần lên đến đỉnh rồi. Kia xa xa kia có phải nhiệt điện không nhỉ? Hay là nhà máy gì? Hôm nay thời tiết rất tuyệt vời. Núi non trùng điệp. Không quá nhiều mây mù nên có thể nhìn được rất xa. Phía xa xa kia là bãi đỗ xe kìa. Xa xa kìa. Các bạn có nhìn thấy không? Nhìn. Đấy là cái bãi đỗ xe đó. À, đây rất là mát. Mình vừa làm một chuyến mạo hiểm trèo qua cái song sắt này. Nhìn thì rất là tưởng rất là đơn giản nhưng mà không đơn giản một chút nào cả. Ôi, ở đây rất là mát. Ở phía xa xa kia các bạn có thể nhìn thấy là đây là hướng cáp treo đi từ Bắc Giang bạn nhé. Đó là phía tây Yên Tử. Còn mình đi từ Quảng Ninh thì mình sẽ đi hướng này. Đây là hướng đông. Ôi ôi. Mình bắt đầu thấy cảm thấy chóng mặt vì độ cao rồi đấy các bạn ạ. Thôi mình đi lên chùa đây. Ôi có ai đỡ mình không? Nói liên tục. Đây rồi. Đây. Mạo hiểm đấy bây giờ là khổ đây này. Thank you.
mà ôm đâu. Ôi, thật sự là mình không thích mạo thể thao mạo hiểm một chút nào. Thật sự là rất là sợ. Rất nguy hiểm. Không biết cây này cây gì nhỉ? Nhìn đẹp thế. Cây rực. Cây dè. Không được nói. Ôi trời. Mọi người vứt rác ở đây nhiều thế nhỉ? Ôi, cái chỗ này cao nhỉ? À đây, 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 đi lối này. Đi lối này đỡ dốc này. Không trượt chân là thôi luôn. Gần đến nơi rồi. Mẹ, chùa chính nào đâu? Đi từ 4 giờ. 25 mét. Đây, chùa Đồng, 25 mét. Ở kia họ đang sát tiền, mài tiền vào trong cái bảng đấy, là gọi là bảng gì đấy? Bảng gì ạ? Bảng thánh à? Mình đang đứng ở chùa Đồng rồi. Cái chùa này thì theo như mình được biết thì nó nặng khoảng độ 70 tấn và nó được đúc nguyên khối. Thì người ta phải vận chuyển bằng trực thăng để mang lên đến đây, chứ không phải là vận chuyển bằng đường bộ được. Còn có 4 cột và mỗi cột thì nặng khoảng độ 1 tấn. Còn đây là nơi chùa Đồng, nơi tiếp nhận công đức. Đây mọi người có thể vào đây để ghi công đức. Anh ở đây trông con nhé. Đây là nơi ghi công đức thì mình vào đây. Thôi, mình bỏ, đây là bỏ vào hòm đây luôn ạ. Mình bỏ vào hòm. Đây. Thôi mình cũng phải bon chen một tí. Ây nha. Wow. Ở đây thi nhau mài tiền lên chùa Đồng. Tranh nhau. Không biết là mục đích để làm gì, may mắn à? Cầu may à? Xin lộc, xin lộc. Xin lộc. Mong vua Trần Nhân Tông là mong vua Trần Nhân Tông ban phúc lộc cho. Thôi mình chỉ sờ thôi chứ mình không mài tiền. Rồi. Đây mình chỉ sờ vào chùa đây. Ôi ôi nhẵn đấy. Mọi người mài hàng ngày nên là rất là nhẵn. Chỗ này bạc hết này. Mọi người thi nhau mài tiền. Tin đồn là thế. Thi nhau mài tiền không biết là có thật. Thôi thì mình cứ sờ tay vào thôi chứ mình không mài. Tin đồn ấy, tin đồn. Chỗ này là hết rồi, chỗ này là ngắm cảnh quan thôi. Đi ra đây, đi ra đây ngắm cảnh quan. Đấy, đây chưa phải là ngày lễ hội đâu nhá. Đây. Này à, chùa Đồng xưa chùa có tên là Thiên Trúc Tự, tọa lạc trên đỉnh Non Thiêng Yên Tử, độ cao 1068 mét so với mặt nước biển. Chùa đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần, năm 2006 do công đức của quý khách Phật tử thập phương. Chùa được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều dài 4,6 mét, chiều rộng 3,6 mét, chiều cao 3,35 mét và nặng trên 70 tấn. Chùa như một đài sen thờ Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni, Mâu Ni và Tam Tổ Trúc Lâm. Đó, như mình vừa mới nói đấy, thì cái chùa Đồng này là nặng trên 70 tấn và được đúc nguyên khối. Người ta sẽ phải dùng trực thăng để đưa cái chùa Đồng này lên đây. Thôi mình đi xuống đi. Đi xuống thì đường đi là nó cũng khá là khó khăn. Lại còn trùng chân nữa. Đường đi xuống cũng khá là khó.
trượt chân một cái. Nếu như mà trời hôm nay là tạnh giáo đấy, nếu như mà trời mưa là cũng rất nguy hiểm. Trời mưa thì ông bà già không nên đi. Đi như này trượt chân thì ngã đi, quá là nguy hiểm, toàn đá. Cứ đi chậm rãi kiểu gì cũng đến nơi. Y nhà. Đây là còn tôn tạo rồi đấy, chứ nếu như mà như trước đây thì đường nó còn vất vả như thế nào. Ở trên này thì mình cảm nhận là nó có cũng có nhiều sương. Hôm nay là bớt rồi, hôm nay là thời tiết thì chắc các bạn cũng nhìn thấy rồi là có nhiều gió, trời quang. Nhưng mà mình vẫn thấy có hơi sương. Tác phẩm đây. Vừa nãy là mình trèo cái lan can mà sợ quá không biết đau là gì. Bây giờ mới biết đau. Ở trên lúc bọn trên đỉnh chùa Đồng ấy, mình nghe thấy cái bài như kiểu bài Tây Du Ký. Ở dưới này thì còn nghe cái bài bài về Yên Tử. Mênh mênh mang mang. Bây giờ ở đây người ta chỉ ghi là lối xuống thôi. Đây, đấy các bạn nhìn xem. Nên là ở đây thì sẽ có hai cái hướng. Tức là có người là người ta muốn đi về, nhưng mà cũng có người là người ta muốn đi xuống cái tượng Trần Nhân Tông kia thì không biết đi lối nào. Vì ở kia thì mình thấy là có hai lối mà lại toàn thấy người đi lên. Đáng lẽ ra thì ở đây lên có một cái tấm biển là lối xuống tượng Trần Nhân Tông thì mọi người đi sẽ dễ dàng hơn. Ở đây họ bán rất nhiều đồ. Khoai nướng, hạt dẻ, ngô. Đây đây kia là cái tấm biển gì đây? Tấm biển gì đây? Yên Tử Đỉnh Thiêng. Được rồi, cho mình con một kiểu. Gần đến tượng Phật rồi. Ây da.
vậy là sau 4 tiếng thì mình đã xuống dưới núi Yên Tử rồi, chân núi Yên Tử rồi. Thì nhìn chung ấy là ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp như các bạn đã nhìn thấy rồi. Nắng rất là ấm ở dưới chân, còn lên trên đỉnh núi bên lên trên chùa Đồng ấy thì thời tiết cũng rất là dễ chịu thôi. Hơi se lạnh một chút. Có cái đoạn chỗ tượng Phật Trần Nhân Tông thì cũng hơi lạnh. Còn lại thì thời tiết hôm nay là khá là đẹp. Nếu như mà đi thì theo mình là các bạn nên đi vào những thời tiết này không thì người đông nhưng mà cũng không là quá đông. Còn nếu như mà ngày khai hội ấy thì chắc là sẽ đông hơn ngày hôm nay rất là nhiều. Còn đây là núi Ra. Còn bây giờ là mình đang đi ra núi Ra để bắt xe điện đi về bãi đỗ xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.